Xin chào các bạn Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái đôi giày ta cho bé xinh xắn như thế này Đây là toàn bộ xung quanh phần thân của giày ha Phần giày thì mình sẽ làm cổ cao nè Phía dưới có dán một lớp đế xốp chống trơn cho bé tập đi Có dây buộc ha Và có trang trí hình ngôi sao Nguyên liệu thì mình có để trên màn hình Ngoài ra đối với mẫu này mình có dán đế xốp chống trơn ở bên dưới Nên mình sẽ chuẩn bị thêm một cặp đế xốp nè thì cái cách cắt cũng như là dán đế xốp mình có để ở link ở phần mô tả ha Các bạn có thể nhấp vào phần mô tả để tham khảo Đầu tiên cần móc cho mình một mẫu mặt đế dày len như thế này Thì mẫu mặt đế này mình có hướng dẫn ở video trước rồi Các bạn có thể nhấp vào phần mô tả để tham khảo cũng như là tăng size cho đế dày của mình ha Đối với size hôm nay mình móc sẽ là 12,5cm Thì 12,5 tương đương với cái xích đầu tiên các bạn cần gây nên là 17 mũi xích và cái vòng thứ ba, vòng phía ngoài của mặt đế mình sẽ sử dụng mũi kép đơn cho cái phần đế dày nó có cái độ rộng ra hơn ha. Đối với mẫu này mình có dán đế xốp chống trơn ở bên dưới nên mình sẽ đưa cái mặt trái xuống dưới, mình sẽ móc cái mặt phải lên trên cho cái phần thân dày của mình được đẹp hơn ha. Những bạn nào mà không dán đế thì úp cái mặt trái xuống dưới nha. Bây giờ mình sẽ móc cái phần thân trên nè, Trước khi móc lên thân dài thì để ý cho mình ở cái chân móc đầu tiên này mình móc 7 mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Thì trừ cái chân móc thứ bảy đó, các bạn giống thẳng lên cho mình ở cái hàng thứ hai với cái mũi móc tương ứng nè. Sau đó tiếp tục hàng thứ ba cũng giống đến mũi tương ứng. Từ cái mũi thẳng hàng với cái chân thứ bảy đó, các bạn tiếp tục dời xuống cho mình một mũi. Mình sẽ dùng kim đánh dấu và đánh dấu vào cái chân mà mình dời đó. đối với những bạn nào mà không dán đế thì các bạn sẽ đánh dấu cho mình theo chiều ngược lại nha thì chiều ngược lại nè mình cũng giống từ cái chân móc đầu tiên của bảy mũi ta móc vào cùng chân móc đó sau đó tiếp tục dời lên phía trên một mũi nè dời lên thẳng luôn và dời xuống một mũi đánh dấu vào cái chân mà mình vừa dời đó nè có cho mình được điểm cần đánh dấu rồi thì mình bắt đầu móc lên cái phần thân trên nè mẫu này dán đế ha cho nên đưa mặt phải lên trên móc lên một xích nè, quay ngược đầu móc lại. Đưa cái mặt trái xuống dưới tức là cái mặt trái nó sẽ áp vào thân mình ha. Hàng móc đầu tiên để ý cho mình ở mỗi chân móc nó sẽ có hai đường móc. Một đường nằm ở bên trên nè và một đường nằm ở bên dưới. Thì cho cái hàng móc đầu tiên này, tất cả các cái mũi móc đều đâm kim cho mình vào đường bên trên nhé. Chân đầu tiên cũng vậy nè, đâm kim vào đường bên trên. Móc vào đây một mũi móc đơn. Sau đó mình sẽ làm lần lượt tương tự cho các chân còn lại cho đến chân cuối cùng mỗi chân cứ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc đều đâm kim cho mình vào đường bên trên ha sau khi mình đã móc được đến cái chân móc mà mình đánh dấu thì các bạn cũng tháo kim đánh dấu ra cũng đâm kim vào đường bên trên móc một mũi móc đơn sau đó dùng kim đánh dấu và đánh dấu lại cái mũi móc mình vừa móc được và làm tương tự cho các chân còn lại cho đến cuối vòng móc sau khi đã móc được đến cuối vòng móc rồi kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời sau đó móc lên một mũi móc xích ta sẽ có được cái phần thân dày đưa lên cao như thế này hàng kế tiếp cũng làm tương tự cho mình nhưng mà lúc này mình sẽ đâm kim luôn vào chân móc chứ không đâm kim vào đường bên trên nữa ha thì các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn chân đầu tiên luôn luôn là chân mình vừa móc mũi giờ kết thúc vòng phía dưới nè móc vào một mũi móc đơn và lần lượt làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng khi mình móc đến cái chân mà mình đánh dấu nè thì lúc này các bạn cũng tháo kim đánh dấu ra đâm kim vào chân mình đánh dấu đó móc một mũi móc đơn và tiếp tục dùng kim đánh dấu đánh dấu lại cái mũi móc đó sau đó mình sẽ làm tương tự cho các chân còn lại cho đến cuối vòng Mỗi chân một mũi móc đơn ha Sau đó mình sẽ móc thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa Cho đến khi cái phần thân dày của mình ở phía dưới nó sẽ có được một cái độ cao như thế này ha Nó sẽ dao động trong tầm khoảng 3 cho đến 5 hàng móc Mỗi chân móc một mũi móc đơn và đều đâm kim vào luôn chân móc Móc tương tự cho đến cuối vòng và thêm nhiều vòng móc như vậy nữa ha ở đây đối với size này mình đã móc lên được tổng cộng là 3 hàng móc giúp cho cái phần thân dưới của giày nó có được một cái độ cao như thế này rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành chụm mũi cho cái phần đỉnh của giày ha. Từ chân móc mà mình đánh dấu các bạn lùi cho mình về cái chân ở phía sau nó. Chân móc đầu tiên này các bạn sẽ đâm kim cho mình vào đường móc nằm ở bên trên nè. Sau đó mình tháo kim đánh dấu ra. Các bạn sẽ đưa cho mình sợi len ra phía sau hàng móc kéo len qua chân móc từ đây móc lên hai mũi móc xích sau đó đâm kim vào cái chân mà mình vừa móc đó móc một mũi kép đơn được mũi kép đơn vào chân đầu tiên rồi hai chân móc kế tiếp mình sẽ tiến hành chụm mũi lại và lưu ý nè các bạn sẽ tiến hành lấy len cho mình chân đầu tiên chụm các bạn đâm kim cho mình vào đường nằm bên trên kéo len qua cái chân móc này sau đó kéo qua hai chân trên kim tiếp tục lấy lên cái chân móc thứ ba các bạn sẽ móc cho mình luôn vào chân móc chứ không móc vào đường nằm bên trên nữa nè móc vào luôn chân móc kéo lên sau đó kéo qua hai chân trên kim chân kim được ba mũi kéo len qua hết ba chân trên kim ta sẽ được một mũi chậm ha tiếp tục chân kế tiếp sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào luôn chân móc hai chân kế tiếp chậm mũi thì cách chậm tương tự ha lấy lên đâm kim vào cái chân đầu tiên, đâm luôn vào chân móc nha, kéo qua hai chân, tiếp tục lấy lên, đâm kim vào chân kế bên, kéo len qua hai chân trên kim, sau đó kéo qua ba chân trên kim, ta được mũi chậm thứ hai. Tiếp tục xen kẽ sẽ là mũi kép đơn, vào chân kế bên. Các bạn sẽ móc lần lượt tương tự như vậy cho mình cho đến khi mình được tổng cộng là 8 mũi chậm xen kẽ ha một mũi chậm nè xen kẽ là mũi kép đơn sau đó tiếp tục mũi chậm thứ hai nè mũi chậm thứ ba nè kéo qua ba chân nè xen kẽ là mũi kép đơn tiếp tục là mũi chậm thứ tư mũi kép đơn mũi chậm thứ năm mũi kép đơn tiếp tục mũi chậm thứ sáu mũi kép đơn mũi chậm thứ bảy mũi kép đơn khi mình hoàn tất được mũi chậm thứ bảy đến cái chân của mũi kép đơn rồi thì tiếp tục sẽ là mũi chậm thứ tám Đối với mũi chậm thứ 8 các bạn sẽ không móc vào chân móc mà mình sẽ lần lượt đâm kim vào hai đường móc nằm bên trên. Ta lấy len lên kim nè, đâm kim vào chân kế bên và chân kế tiếp ha. Kéo qua hai chân nè. Tiếp tục lấy len lần thứ hai. Kéo qua hai chân, sau đó kéo qua ba chân trên kim. Như vậy là ở đây mình cũng chưa đã được hai cái mũi móc ở phía ngoài tương tự như cái điểm đầu tiên nha khi ta đặt cái phần thân dài nằm thẳng thì hai cái điểm mà mình kết thúc đó nó sẽ nằm thẳng với nhau nè móc lên hai mũi móc xích quay ngược đầu móc lại Hàng móc chùm mũi thứ hai mình sẽ tiến hành dùng mũi chụm để mình chụm cho tất cả các chân móc chứ không móc xen kẽ nữa thì các bạn sẽ chụm cho mình hai chân liên tiếp thành một mũi bên trên lấy len và lần lượt đâm kim vào hai chân móc sau đó kéo len cho mình qua hết ba chân trên kim ta được mũi chụm đầu tiên tiếp tục mũi chậm thứ hai Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến chân móc cuối cùng Mũi chậm thứ ba Chân mũi cụm cuối cùng nó cũng nằm ở hai chân cuối cùng ha. Ta sẽ có được tổng cộng là 8 mũi chụm liên tiếp với nhau. Móc lên một xích sau đó tiếp tục quay ngược đầu móc lại. Lúc này cái hàng móc của mình nó sẽ bị hở một đoạn như thế này. Thì bây giờ mình sẽ chụm hết tất cả các cái mũi móc này lại cho cái đoạn hở này nó khít lại luôn nè. Để chụm lại được 8 mũi mà mình có, ta sẽ bỏ qua chân đầu tiên, đâm kim vào chân thứ hai kéo len qua chân móc, giữ cho mình cái đường móc này nhỏ lại ha sau đó tiếp tục đâm kim chân thứ ba kéo lên đâm kim chân thứ tư kéo lên chân thứ 5, kéo lên chân thứ sáu kéo lên chân thứ bảy kéo lên và chân móc thứ 8, kéo lên trên kim lúc này sẽ có tổng cộng là 8 đường móc các bạn sẽ kéo len qua hết cho mình 8 đường trên kim móc lên một buổi móc xích và tiếp tục một mũi móc xích nữa để mình cố định lại được mũi móc nha kéo lên và cắt len như vậy là ta đã chụm được cái phần đỉnh giày này lại rồi nè để thuận tiện cho việc móc lên cái phần thân trước của giày cũng như là tạo thẩm mỹ cho đôi giày thì mình sẽ viền lại một hàng mũi đơn ở đây nhé các bạn tiếp tục đưa cho mình sợi len ra phía sau lúc này mình sẽ đâm kim vào cái chân móc của cái mũi đầu tiên mà ta bắt đầu chậm á, đường bên trong luôn nha, kéo len qua chân móc, móc lên một mũi móc xích. Các bạn di chuyển kim cho mình đến cái chân móc kế bên này, chân móc của cái mũi kép đơn đầu tiên ha, móc vào đó cho mình hai mũi móc đơn. khi móc lưu ý dấu len thừa để ta cắt len không phải dấu len nhiều ha. tiếp tục chân móc bên trên là cái dân của mũi chậm bên trên ha móc vào hai mũi móc đơn kế tiếp sẽ là cái chân móc của cái mũi mà ta chậm 8 cái chân móc này lại nè móc cho mình vào đó một mũi móc đơn những bạn nào mà móc sai trên 12 cm thì chân kế tiếp này chân của cái mũi chậm kế tiếp này ha móc cho mình vào đó hai mũi móc đơn còn những bạn nào mà móc sai dưới 12 cm thì móc cho mình một mũi móc đơn vào đây Tiếp tục là cái chân của cái mũi chậm cuối cùng ở cái hàng móc đầu tiên của phần đỉnh dày nè, móc vào đó hai mũi móc đơn. Sau đó đâm kim vào cái chân của cái đường móc này, móc vào cho mình một mũi dời. Móc lên một xích, kéo và cắt len. Ta sẽ hoàn tất được cái phần bo đỉnh dày nè, nó sẽ có được những cái chân móc cụ thể để lát nữa mình móc cái phần thân trên ha. Bây giờ mình móc cái phần thân dày, Phần thân dài mình móc xen kẽ một hàng kép đơn và một hàng mũi móc đơn. Thì để cho phần thân dài của mình được đẹp, mặt phải của hàng kép đơn mình cho ra bên ngoài, còn mặt phải của mũi móc đơn mình cho vào bên trong. Khi sắp xếp như vậy thì các bạn sẽ đặt cho mình cái thân dài mà mình vừa có được như thế này. Sau đó mình sẽ móc theo chiều bên này qua ha. Đâm kim cho mình vào cái đường móc đầu tiên lùi ra phía ngoài nè. Đây đây có hai đường thì đâm kim vào cái đường đầu tiên sau đó mình sẽ đưa cái sợi len này ra phía sau kéo sợi len qua chân móc móc lên một mũi móc xích sau đó cũng đâm kim vào chân móc đó móc một mũi móc đơn tiếp tục chân thứ hai cũng móc cho mình một mũi móc đơn cũng vào đường mình bên ngoài đó luôn nha thì khi mà mình chừa hai cái đường nóc nằm bên ngoài đó Cái phần thân dày của mình nó sẽ che bớt đi cái đỉnh dày hay giúp cho phần thân dày của mình được đẹp hơn Từ chân móc thứ ba trở đi thì mình sẽ móc luôn vào chân móc Mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng Sau khi móc đến cuối hàng còn lại hai cái chân móc ở đây mình cũng chưa ra nè, thì các bạn cứ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn. Ta hoàn tất được hàng mũi móc đơn đầu tiên nè. Từ đây móc lên 3 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Khi quay ngược đầu móc lại lúc này mình sẽ móc ở cái mặt phải của phần thân giày cũng như là mặt phải của hàng kép đơn nó được lộ ra bên ngoài rồi nè. Ba mũi móc xích này nó tương đương với một mũi móc và nó cũng tương đương với cái chân móc đầu tiên rồi thì bỏ qua cho mình chân đầu tiên và chân thứ hai, móc vào chân thứ ba ha. Đây, thì cái chân móc đầu tiên nó tương đương với ba mũi móc xích này rồi thì không móc vào chân đầu tiên, bỏ qua luôn chân đầu tiên ha. Bỏ luôn cho mình chân thứ hai và móc vào chân thứ ba với chân thứ tư chụm mũi. Chân thứ ba nè. Tiếp tục chân thứ tư nè sau đó kéo len qua hết ba chân trên kim ta sẽ tạo ra được một cái khoảng trống để mình luồn dây ha từ chân móc kế tiếp trở đi mỗi chân là một mũi kép đơn và mỗi chân móc móc cho mình cho đến cuối hàng thì chừa cho mình bốn chân móc cuối cùng sau khi móc đến cuối hàng còn chừa lại bốn chân móc cuối cùng này thì ở bốn chân móc cuối cùng này mình sẽ tạo một khoảng trống để luồn dây tương tự như cái khoảng trống đầu tiên ở đây hai chân kế cuối chụm mũi cho mình sau đó tiếp tục bỏ qua cho mình chân kế cuối móc vào chân cuối cùng một mũi kép đơn và lưu ý cái mũi kép đơn này các bạn sẽ kéo dài cái mũi lên cho mình một tí ha ta sẽ có được một cái khoảng trống để mình luồn dây đối diện với cái khoảng trống đầu tiên nè hàng móc kế tiếp móc lên một xích và quay ngược đầu móc lại hàng này mình sử dụng mũi đơn để móc các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân móc đầu tiên, móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn. Các chân móc kế tiếp mỗi chân là một mũi móc đơn, chưa cho mình một chân móc cuối cùng. Khi móc đến cuối hàng còn một chân móc cuối cùng và cái khoảng trống mà mình tạo để luồn dây nè, thì chân móc cuối cùng đó và cái khoảng trống đó các bạn sẽ chụm lại cho mình thành một mũi ha. Thì cách chụm như sau, ta đâm kim vào chân móc cuối cùng sau đó kéo len qua chân móc tiếp tục đâm kim vào khoảng trống mà mình chừa ra kéo lên kéo qua ba đường móc trên kim như vậy là ta đã chụm lại được thành một mũi rồi nè móc lên cho mình ba mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại hàng kép đơn mình sẽ tạo khoảng trống ha thì khoảng trống này tương tự như khoảng trống của hàng móc kép đơn phía dưới nè bỏ qua cho mình hai chân móc tức là chân móc đầu tiên tương ứng với ba xích rồi ha bỏ tiếp chân thứ hai và móc vào chân thứ ba với thứ tư chậm mũi. Các chân còn lại mỗi chân là một mũi kép đơn, chừa ra bốn chân cuối cùng. Móc được đến bốn chân móc cuối cùng rồi thì mình cũng tạo một khoảng trống tương tự như hàng kép đơn phía dưới nè. Thì hai chân kế cuối chậm mũi, Sau đó bỏ qua cái chân sát mũi cuối cùng móc vào chân cuối cùng một mũi kép đơn kéo dài Lấy len nè à, Kéo dài cái đường móc ra móc vào kép đơn Ta cũng tạo ra được cái khoảng trống kế tiếp ha Móc lên một xích và quay ngược đầu móc lại Hàng mũi đơn này sẽ làm tương tự như hàng mũi đơn phía dưới này Tức chân đầu tiên bỏ qua móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn Các chân móc kế tiếp mỗi chân là một mũi móc đơn Chừa lại một chân móc cuối cùng để chụm mũi Móc được đến chân cuối cùng rồi thì tiến hành chụm mũi này với cái khoảng trống này lại thành một mũi ha Lần lượt đâm kim vào chân cuối cùng, sau đó đâm kim vào khoảng trống, kéo lên qua ba đường móc trên kim Móc tiếp lên ba mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại Hàng kép đơn này sẽ làm tương tự như hàng kép đơn bên dưới, tức ta sẽ tạo ra hai cái khoảng trống để mình luôn dây. Sau đó các bạn sẽ xen kẽ một hàng kép đơn, một hàng mũi đơn cho đến khi cái chiều cao của phần thân dây nó đạt được chiều cao mà các bạn mong muốn ha nó có thể qua mắt cái chân của bé. Đối với size này mình đã móc lên tổng cộng là 4 hàng mũi kép đơn xen kẽ rồi. Hàng cuối cùng là hàng kép đơn ha, các bạn sẽ tiến hành cắt len cho mình. Sau đó mình sẽ viền lại cho toàn bộ cái phần thân dây này làm lộ rõ các cái khoảng trống luồng dây. Đưa cho mình sợi len ra phía sau. Đâm kim vào chân móc mà ta đâm kim đầu tiên á. Kéo sợi len qua chân móc. Móc lên một mũi móc xích đâm kim vào chân móc của cái hàng mũi móc đơn này móc một mũi móc đơn trước sau đó tiếp tục là cái khoảng trống để mình luồn dây thì khoảng trống đó móc cho mình 3 mũi móc đơn như vậy là cái khoảng trống luồn dây của mình sẽ lộ rõ hơn ha tiếp tục là chân của mũi móc đơn móc một mũi móc đơn khoảng trống để mình luồn dây móc 3 mũi móc đơn chân của hàng mũi móc đơn, móc một mũi móc đơn. Khoảng trống luôn dây móc 3 mũi móc đơn. Tiếp tục chân của mũi móc đơn, móc một mũi móc đơn. Ta khoảng trống luồn dây cuối cùng móc cho mình 3 mũi móc đơn. Ta có được một hàng viền đầu tiên cho phần luồng dây. Tiếp tục mình sẽ đâm kim vào các cái chân móc của hàng kép đơn bên trên, mỗi chân là một mũi móc đơn. Móc tương tự cho mình cho đến cái phần bên kia ha. Móc đến cuối rồi nè, thì chân cuối cùng đó cũng móc cho mình một mũi móc đơn. Sau đó mình sẽ di chuyển kim đến cái khoảng trống luôn dây đầu tiên, móc cho mình 3 mũi móc đơn tương tự như cái phần đối diện á tiếp tục là chân mũi đơn móc một mũi đơn khoảng trống luôn dây thứ hai móc 3 mũi móc đơn chân của mũi móc đơn móc một mũi móc đơn khoảng trống luôn dây thứ ba móc 3 mũi móc đơn chân mũi móc đơn móc một mũi móc đơn và khoảng trống thứ tư là khoảng trống luôn dây cuối cùng móc 3 mũi móc đơn sau đó kết thúc đâm kim vào cái chân của cái mũi chừa ra phía dưới này một mũi dời. Kéo dài sợi len và cắt len. Lúc này sợi len thừa đang nằm ở mặt ngoài của sản phẩm, ta đâm kim từ trong ra ngoài vào chân móc mình móc mũi dời kết thúc. Kéo sợi len vào trong, sau đó giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc. Ta hoàn tất được phần thân giày cổ cao như thế này. Bây giờ mình sẽ móc cái mặt trước của giày, đưa cho mình sợi len ra phía sau các bạn lật cho mình cái phần thân dày xuống dưới để mình dễ móc hơn ha đưa cho mình sợi len ra phía sau nè ở cái phần đỉnh bo dày này nè mình đã có được những cái chân móc cụ thể rồi đâm kim vào chân móc ta bắt đầu móc của cái phần chậm này kéo sợi len qua chân móc từ đây móc lên hai mũi móc xích sau đó mình lần lượt đâm kim vào các cái chân móc mà mình tạo ra ở đây mỗi chân cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc chân thứ hai một mũi kép đơn nè chân móc thứ ba một mũi kép đơn chân thứ tư một mũi kép đơn tiếp tục chân thứ năm chân móc thứ sáu chân móc thứ bảy chân móc thứ tám kép đơn thứ 9 vào chân thứ 9. Kép đơn thứ 10. Kép đơn thứ 11 sẽ nằm ở cái chân của mũi dời kết thúc nha. Sát đây nè. Móc vào đó một mũi kép đơn. Thứ 11. Kép đơn thứ 12 sẽ là chân cuối cùng ở đây. Móc một mũi kép đơn. Đối với size dưới 12 cm thì khúc này sẽ là 11 mũi móc, còn size trên 12 cm nó sẽ là 12 mũi móc ha. Từ đây móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Móc cho mình vào 12 chân đó, mỗi chân làm một mũi kép đơn. Tương tự cho đến cuối hàng và móc thêm nhiều hàng móc như vậy nữa cho đến khi cái độ cao của cái phần thân trước đó nó bằng với cái độ cao của cái phần thân ở phía sau là được. Ta có được tổng cộng là 6 hàng móc cho phần thân trước, nó có được một cái độ cao bằng với cái phần thân sau rồi. Hàng kế tiếp mình sẽ tạo kiểu cho cái phần thân trước này ha. 12 chân móc này móc vào chân đầu tiên mũi móc đơn. Chân thứ hai một mũi nửa kép. Chân thứ ba móc một mũi kép đơn. Chân thứ tư một mũi kép đơn. Chân thứ năm một mũi kép đơn. Chân thứ sáu và chân thứ bảy là hai chân nằm chính giữa thì chân thứ sáu móc hai mũi kép đơn cùng chân móc. Chân thứ bảy cũng móc hai mũi kép đơn. Tiếp tục chân thứ tám một mũi kép đơn. Chân thứ 9 một mũi kép đơn. Chân thứ 10 mũi kép đơn. Chân 11 một mũi nửa kép. Và chân thứ 12 chân cuối cùng móc một mũi móc đơn. Lên một xích kéo và cắt len. Những bạn nào mà phần này móc 11 mũi nè thì chân thứ 6 mình sẽ móc 3 mũi móc kép đơn vào cùng một chân móc. Bây giờ mình sẽ móc viền. Hàng viền đầu tiên là hàng viền cho toàn bộ cái phần thân dày, mình sẽ đưa cái sợi len này vào trong. ta sẽ đâm kim vào cái chân móc nằm chính giữa của cái phần màu xanh và phần màu trắng nè đâm kim vào một chân móc bất kỳ kéo cái sợi len màu đen qua chân móc sau đó tiếp tục móc vào chân móc kế tiếp một mũi dời chân kế bên móc một mũi dời kế tiếp một mũi dời các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến hết vòng Mỗi chân ta cứ móc một mũi dời vào mỗi chân móc ha. Khi mình móc đến cái phần đỉnh dày nè thì các bạn cũng đâm kim cho mình thẳng với cái đường móc này luôn nha. Mỗi chân cứ móc một mũi dời. Móc được đến cuối hàng thì chân đầu tiên cũng là chân cuối cùng đâm kim vào đó móc một mũi dời, sau đó kéo dài sợi len và cắt len. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc kế bên và nằm chính giữa của hai cái đường móc mà mình tạo mũi dời nè kéo cái sợi len thừa ra phía sau. Sau đó mình sẽ giấu sợi len thừa vào trong mũi móc. Ta sẽ hoàn tất được cái hàng viền đầu tiên. Đến cái hàng viền thứ hai thì nó sẽ ngắn hơn ha. Nó sẽ nằm ở phía dưới phần đỉnh dài một chút xíu, viền cho mình qua bên hông đối diện là được. Hoàn tất được thân giày rồi mình sẽ tạo phần dây giày, giày. Các bạn tạo cho mình một nút từ nút này mình sẽ móc lên một sợi dây móc xích vừa đủ để mình có thể luồn qua các cái khe tạo khoảng trống ở phần thân dây mẫu này mình sẽ móc lên tổng cộng là 120 đến 130 mũi móc xích 3 4 5 được độ dài của đoạn dây móc lên một xích và đâm kim lần lượt vào 130 mũi đó móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn thì cái độ dày của mũi móc đơn này nó sẽ giúp cho phần dây của mình nó có cái độ dày vừa phải ha Hoàn tất được sợi dây rồi các bạn sẽ xỏ cho mình sợi dây vào các cái khoảng trống mình chừa ra ở phần thân giày nè bốn cái khoảng trống như thế này Tùy vào cách các bạn thắt dây ha Sau đó phía dưới thì mình sẽ dán một lớp đế xốp chống trơn cho bé tập đi Thì cách cắt cũng như là dán đế dày mình có hướng dẫn ở video trước Các bạn có thể nhấp vào phần mô tả để tham khảo Sau đó mình sẽ canh dán chiếc trái phải ha Lưu ý đối với mẫu giày của mình, chiếc trái phải các bạn đều móc như nhau, chỉ khi mà mình dán đế xốp vào bên trong thì nó sẽ có thể phân biệt được chiếc trái phải. Độ cao của phần thân giày thì các bạn cũng có thể thay đổi tùy thích nha. Mẫu giày này thì bên hông mình có trang trí một cái họa tiết ngôi sao như thế này, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc luôn. Các bạn cần tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này, móc lên cho mình hai mũi móc xích. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo 10 mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Mũi kép đơn thứ ba. Mũi kép đơn thứ tư. Mũi kép đơn thứ năm. Kép đơn thứ sáu. Mũi kép đơn thứ bảy. Kép đơn thứ tám. Tiếp tục mũi kép đơn thứ chín và mũi kép đơn thứ 10. Có được 10 mũi kép đơn rồi, đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên một xích. Nắm sợi len ngắn guốc lại cho vòng tròn nhỏ lại. Vòng thứ hai ta có 10 chân móc, mỗi chân móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Chân thứ hai hai mũi móc đơn nè. Tiếp tục chân thứ ba hai mũi móc đơn, Khi hoàn tất được đến chân móc cuối cùng, đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời, sau đó lên một xích, kéo và cắt len. Ta sẽ có được cái vòng tròn cho form của ngôi sao. Đây là mặt phải của cái vòng tròn nè, thì các bạn sẽ đưa cho mình mặt trái lên trên. Ta đưa sợi len màu đen ra phía sau và đâm kim vào một chân móc bất kỳ. Kéo sợi len qua chân móc, sau đó lần lượt móc vào mỗi chân là một mũi dời ha. Viền tương tự cho mình cho đến hết. sau khi viên được đến chân móc cuối cùng thì chân đầu tiên cũng là chân cuối cùng đâm kim vào đó móc một mũi dời sau đó kéo dài sợi len và cắt len các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài ha kéo sợi len ra nè cái đầu len ngắn mà mình có được này các bạn sẽ đâm kim cho mình đưa cái đầu len này ra phía sau mình sẽ lấy cái hàng mũi dời có một đường móc là mặt chính nha sợi len dài đang nằm ở mặt sau nè các bạn sẽ tiếp tục đâm kim cho mình vào chân móc kế bên đâm kim vào chính giữa nha kéo cái sợi len dài ra phía trước đây là mặt sau nè cháu sợi len thừa vào trong và đây là mặt trước ha dùng kim khâu xỏ sợi len này vào trong kim khâu các bạn sẽ tạo cho mình những cái đường thẳng giống như là một cái hình ngôi sao mà mình vẽ đường thứ nhất nè đường thứ hai nè Khi hoàn tất được form của ngôi sao rồi, các bạn tiếp tục đâm kim cho mình vào cái tâm chính giữa. Đưa ra cánh đầu tiên. Tiếp tục đâm kim từ dưới lên trên vào tâm. Đâm ra cánh thứ hai và lần lượt đâm cho mình cho hết năm cánh. Anh chỉnh cho mình cho các cái sợi len nó sát lại thì mình sẽ hoàn tất được một cái khung ngôi sao xinh xắn như thế này các bạn có thể chích cho mình một ít keo nằm bên trong sau đó mình sẽ chỉnh cho các cái sợi len của mình nằm sát vào nhau sử dụng keo nến hoặc là kim khâu khâu cho mình cố định phần ngôi sao qua hai bên hông thân giày thì ta sẽ hoàn tất được một mẫu giày bata ta của cao cho bé xinh xắn như thế này mẫu giày này thì các bạn có thể thay đổi màu hoặc là tăng giảm size phù hợp với size mà các bạn cần móc khi thực hiện có điểm nào không hiểu có thể để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc ha chúc các bạn thành công